hai nhỏ, các bia thầy cái ví dụ áp dụng nhé. Hai nhỏ là các cái ví dụ áp dụng về cái phản ứng cháy này chúng ta quan tâm áp dụng. Thế các bạn lưu ý cho thầy cái ví dụ số 1. Cái ví dụ số 1 nhá. Thầy đọc đề các em đi. Thầy đọc đề các em đi. Đó là đốt cháy hoàn toàn một chất hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn một chất hữu cơ. Có công thức CXHIOX. Đấy, các em nhớ thầy các giá trị. Được không? Trong oxy. Trong oxy. Trong oxy vừa đủ. Vừa đủ. Được không? Phản ứng xảy ra. Phản ứng xảy ra. Phản ứng xảy ra. Tạo thành sản phẩm CO2 và nước. Phản ứng xảy ra tạo thành CO2 và nước. Rồi đưa nhiệt độ. Đưa cái nhiệt độ về nhiệt độ ban đầu. Đưa nhiệt độ về ban đầu. Về ban đầu. Đó. Thì thấy áp suất không đổi. Thì thấy áp suất không đổi. Chấm. Biết rằng M của chất hữu cơ nằm trong khoảng 150, cân nặng 150 nhỏ hơn 200 đơn vị carbon. Chấm. Anh đi tìm công thức phân tử. Tìm công thức phân tử. Công thức cấu tạo. Biết nó làm mất màu nước brom. Biết nó cộng được với dung dịch brom hai. Đó, thì các bạn quan tâm thầy cái ví dụ rất thú vị này. Đây là một cái ví dụ thầy đọc lại đề các em lưu ý này. Cháy một cái chất hữu cơ là CXHIOX. CXHIOX. Các bạn quan sát X. Đặc thù bài toán. Trong oxy vừa đủ thì được sản phẩm cháy là CO2 và nước. Đưa về nhiệt độ ban đầu thì thấy áp suất bình là không đồng. Biết cân nặng mờ béo là nằm trong khoảng 150-200. Em tìm cho thầy cái công thức phân tử, công thức cấu tạo. Biết rằng nó tác dụng được với nước bồ. Đó là các cái thông tin để ta tìm người này. Đúng chưa các em? Thế bây giờ thầy trò chúng ta bắt đầu giải quyết vậy thôi. Mời các em sang cái phần hướng dẫn, đúng không em? Đó. Cái bài toán này chúng ta giải quyết như sau. Trước hết các em phải nhớ thầy là ta phải biết phương trình cháy để tìm thông tin. Và các em nhớ cho thầy một cái hệ quả quan trọng nhất của cái phương trình trạng thái lý tưởng ấy, đó là khi áp suất không đổi. Khi áp suất không đổi thì cái số mol trước phản ứng và số mol sau phản ứng là bằng nhau. Các em nhớ như vậy. Vậy thì các em nhớ cho thầy là cái nhận xét đầu tiên nhé. Thầy nhắc lại là khi nhiệt độ là hằng số không đổi mà áp suất P1 bằng P2, áp suất trước bằng áp suất sau, thì các bạn nhớ với thầy một cái hệ quả là số mol trước phản ứng, mol trước phản ứng chính là mol 1 các em nhé, bằng mol sau phản ứng. Đó, chúng ta nhớ cái này. Ta nhớ cái này. Được chưa? Rất hay sử dụng. Và nó chính là P1 trên P2 bằng N1 trên N2 đó, đúng không các em? Cái tỷ số này nó bằng nhau. P1 trên P2 bằng N1 trên N2. Đó. Thế thì em biết là thầy phương trình chạy CX HI O X cộng với, thì bản chất đây là Z thôi các em, đúng không? Cộng với oxy. Bản chất đây là Z. Thế các em biết là thầy là X cộng với Y trên 4. Đó. Và thầy cũng đặc biệt cái lưu ý các em rằng đây ta chưa hề biết nó là cái phần carbon hydrate, đúng không? Ta chưa biết nó là glucid. Thế nên bắt buộc theo cái phần cảnh báo của thầy, các em phải biết là thầy là CX HI O X, đúng chưa các em? Đó. Và x cộng y trên 4 trừ z trên 2 chính là trừ. Trừ đây là trừ x đấy. Z chính là x, đúng không em? X trên 2. Thầy cứ để nguyên như vậy cho tiện, đúng không em? Oxy. Như vậy đây sẽ được là xCO2 cộng với y trên 2 H2O.
Và em ơi, khi không cho mon đốt cháy, thầy trò mình luôn nhớ rằng là chúng ta phải hiểu rằng đó là một mon. Một mon. Thì đây sẽ là, thầy sẽ biến đổi đi. Đây y, đúng em. Đây như vậy là 0,5 x trên 2 0,5 x. 1 trừ 0,5 thì em sẽ nhớ cho thầy đây là 0,5 x cộng y trên 4. Đúng chưa các em? Đây là x hạ xuống, đây là y trên 2 thì nó không phải nặng. Và ta sẽ có cái phương trình là gì các em? 1 cộng với 0,5x cộng y trên 4 thì bằng x cộng với y trên 2. Được chưa các em? Đó. Thế thì từ đây em rút ra cho thầy cái phương trình biến đổi. Đó, các em biến đổi đi. Em sẽ rút ra được một cái phương trình, đó là gì ạ? Các em biến đổi ra, đúng không ạ? Ta giản ước bỏ các giá trị này đi. Như vậy em sẽ được là y cộng với 2x, y cộng với 2x nhé, bằng 4. Đó, các em biến đổi ra được cái phương trình này. Và chúng ta đứng đây, chẳng lẽ chúng ta ngồi chúng ta nhìn, đúng không em? Đây là wow, nhắc lại như vậy. Các cái giá trị x, y phải là số nguyên. Và hơn nữa là tổng hai số này bằng 4, đúng không em? Tổng hai số này bằng 4. Vậy thì chúng ta sẽ làm động tác là gì? À, đó là chúng ta dùng một cái bảng, đúng không em? Em kẻ cho thầy cái bảng. Đó. Đây chính là cái phương pháp biện luận, đúng chưa? Thì em cho thầy các cái giá trị của x và y thì em sẽ tìm được cái giá trị tương ứng. X, y. Như vậy, nếu ta cho x là số nguyên đầu tiên thì x phải bằng 1. X phải bằng 1. X bằng 1 thì em thay vào cho thầy là y bằng 2. Nếu x bằng 2, x bằng 2 em thay vào đây thì y bằng mấy hả em? Bằng 0, bằng 0. Không. Như vậy, chúng ta chỉ được một cái cặp nguyên. Đó là công thức của nó sẽ có dạng là, em thay vào đây cho thầy nhé. Đó là CH2O. CH2O. Đây là các giá trị tối giản. Thế nên, nó phải gì lần hả các em? Có vô số nghiệm thỏa mãn, đúng chưa? Thế nên sẽ phải là N lần. Và tới đây chúng ta phải nhớ về một thông tin về cái bài này là gì? Chúng ta phải nhớ về một cái thông tin, đó là cân nặng của người này là nằm trong khoảng gì các em? À, lớn hơn 150, nhỏ hơn 200. Tức là thầy trò mình có tương đương. Chỗ này tổng tất cả. Em cộng lại cho thầy. Cộng lại nhá. Em cộng đi 12, 2, 3, 16. 30N. Chặn trong khoảng 150, nhỏ hơn 200. Từ đây em biến đổi cho thầy, em sẽ được n lớn hơn 5, đúng chưa các em? Nhỏ hơn khoảng 6,6. Và n là giá trị nguyên thì n phải chấp nhận giá trị bằng 6. Và n bằng 6 thì nó chính là gì các em ơi? Nó chính là C6. Đây, thay vào đây C6H12O6. C6H12O6, thế là ra rồi, mừng quá đúng không em? Chưa xong đâu. Đây mới chỉ xong cái bước gọi là tìm công thức phân tử. Thế thì ta xem đặc điểm của người này. Các bạn nhớ thầy là có hai người mà thỏa mãn C6H6. Đó là ông G và ông F. G béo và F béo. Đó là gì đấy? Glucose. Đó là hoa quả và mật ong. Đúng không? Fructose, mật ong. Và các bạn nhớ thầy là theo cái thông tin cá nhân, đó là gì? Glucose thì làm mất màu pro vì có nhóm CHO. Đó, thầy nhắc lại. Thế còn fructose thì là hàng xóm glucose có nhóm cetone thì không làm mất màu nước pro. Và ta dùng cái này duy nhất để nhận biết chúng. Nhắc lại, duy nhất để nhận biết chúng. Thế nên các bạn nhớ cho thầy là nó làm mất màu nước pro, vậy suy ra nó phải là glucose. Đó, đáp số đấy. Glucose. Chưa? Đó, như vậy là thầy trò chúng ta đã giải quyết một cái bài toán có vẻ rất thú vị. Thú vị vì thứ nhất có các thông tin áp suất, thú vị thứ hai đó là lại có biện luận, thú vị thứ ba đó là ta tìm được người ấy phải nằm trong cân nặng, đúng không em? Trọng chặn khoảng, tức là có 3 vấn đề cho các bạn rồi. Các bạn đi với thầy nhá. Bây giờ các em sao thầy ví dụ số 2.